hai thám tử đang ở phòng luật sư để tiếp nhận công việc. Cô gái liền bất ngờ trước dáng vẻ trẻ con của vị luật sư này. Này Sarah tuy cô ấy giống một đứa trẻ nhưng đã 34 tuổi rồi đấy. Nani không lẽ cô ấy bị tổ chức áo đen biến thành trẻ con. Luật sư có vẻ như không thích, may là cô có niềm đam mê với cô nan nên bỏ qua lần này. Bà vợ 34 tuổi nội trợ, chồng 35 tuổi là giám đốc. Người chồng đã gửi đơn ly dị nhưng bà vợ không đồng ý. Nhiệm vụ của anh là điều tra xem tại sao bà vợ lại từ chối ly hôn. Nhiệm vụ này khó hơn anh nghĩ, hai người đã theo dõi từ sáng mà vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Sáng thì cô vợ đi chợ, chưa thì chồng đi làm người dọn vườn tới, không có gì gọi là kỳ lạ cả. Tính nhờ cô sử dụng thuật tàng hình đột nhập nhưng lại gặp nhiều hạn chế. Công việc chán tới nổi cô ngủ một giấc rồi mà vẫn chưa có thông tin gì khác. Khoan đã, đã một tiếng rồi sao mấy cái cây quanh nhà vẫn chưa được tỉa nhỉ. Thấy có vẻ không ổn nên cô đã giúp anh một tí. Bay nhẹ lên xem có gì hot. Cảnh tưởng trước mắt khiến cô há hốc mồm kinh ngạc. Sẵn chụp cho anh xem luôn, người làm vườn đang chữa lành trái tim tổn thương của bà vợ ảo thật đấy